Ngày 19 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã kịp thời ban hành các văn bản để thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý nguồn thu chi, hỗ trợ cho người dân. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã thu được trên 80 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ tổ chức cá nhân phối hợp xử phạt và tính lãi chậm nộp của 18 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Quỹ cũng đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tổ chức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho trên 40.000 chủ rừng với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng đạt 86,2% kế hoạch. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên hội đồng quản lý quỹ đẩy nhanh việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt, giám sát việc xây dựng nhân rộng mô hình quy chế quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn bản, tiếp tục thực hiện việc ra soát, thu hồi, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo nghị quyết số 92 của Hội đồng nhân dân tỉnh.